Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chiến Thần Định Giá, chuyên thu mua tất cả smartphone cũ với giá cao số 1 thị trường. Và ngày hôm nay, Chiến Thần Định Giá sẽ tiếp tục với series Q&A, các câu hỏi liên quan tới việc thu cũ lên đời, nâng cấp từ máy này lên máy khác, từ con này lên con kia thì bù bao nhiêu tiền. Tất cả sẽ được mình tổng hợp và trả lời trong video ngày hôm nay nha. Bắt đầu thôi. Nói qua lại một chút thì Vietablet hay còn gọi là Chiến Thần Định Giá sẽ hỗ trợ các bạn định giá thu cũ tất cả các dòng máy với giá thu mua cao số 1 thị trường. Bên cạnh đó còn hỗ trợ trả góp đầy đủ. Bạn nào ở xa còn có chính sách trả góp online không đồng, hồ sơ thì bao đậu. Đường link của Vietablet mình sẽ để ở dưới phần mô tả và bình luận nha. Câu hỏi đầu tiên, mình đang xài iPhone X chai binh quá, giờ lên iPhone 11 thì phải bù thêm bao nhiêu tiền vậy shop? Mình cảm ơn. Hiện tại thì con iPhone X nếu như mà tính phiên bản 64GB tại Vietablet thì giá đang là 4 triệu cho bản máy 99%. Vậy thì Chiến Thần Định Giá sẽ hỗ trợ thu lại cho bạn với mức giá là 2 triệu rưỡi nha, thấp hơn 1 triệu rưỡi so với giá máy 99%. Và nếu mà bạn đang muốn lên đời iPhone 11, ví dụ bạn thấp nhất là 64GB đi ha, máy 99% giá của nó đang là 6 triệu 3, thì bạn sẽ bù thêm khoảng 3 triệu 8 là sẽ có được iPhone 11 nha. iPhone X xài đang bị chai pin, lên iPhone 11 có lẽ là hợp lý và kinh tế nhất rồi. iPhone 11 pin có thể coi là khá trâu. Hiện tại thì mình cũng đang xài iPhone 11 đây, pin còn có 8 mấy% thôi, nhưng mà vẫn đủ xài một ngày với những nhu cầu cơ bản nha. Câu hỏi số 2, Redmi Note 12 Pro bản chính hãng 8GB RAM, bộ nhớ 128GB, mình mới mua hồi năm ngoái. Bây giờ lên Note 13 Pro 5G 12GB RAM, bộ nhớ 256GB thì phải bù thêm bao nhiêu vậy shop? Redmi Note 12 Pro Chiến Thần Định Giá sẽ hỗ trợ thu lại cho bạn với mức giá thấp hơn bản 99% khoảng 1 triệu rưỡi. Hiện tại bản 99% đang là 3 triệu rưỡi thì sẽ được thu lại với giá là 2 triệu nha. Redmi Note 13 Pro 5G bản 12GB RAM, 256GB bộ nhớ, giá của nó đang là 6 triệu rưỡi. Vậy thì bạn sẽ phải bù thêm khoảng 4 triệu rưỡi nữa nha. Redmi Note 13 Pro 5G thì quá tuyệt vời rồi, nâng cấp cực kỳ chất lượng luôn. Màn hình đẹp hơn nè, chi tiết hơn, hiệu năng con chip Snapdragon 7S Gen 2 chơi game rất là ngon. Đặc biệt nhất á là Note 13 Pro 5G còn được trang bị camera lên tới 200MP, chụp hình phải nói là xịn nhất trong các dòng Redmi Note từ trước tới giờ luôn. Điều duy nhất mà các bạn cần phải lưu ý khi mua bản 5G đó là nó có thể gặp tình trạng bị trễ thông báo nha. Bên cạnh đó còn không có sẵn tiếng Việt nữa. Vietablet thì sẽ hỗ trợ các bạn up ROM tiếng Việt miễn phí hết. Tuy nhiên á thì nếu như bạn thường xuyên phải nhận thông báo cho các nhu cầu làm việc, học tập thì cũng nên cân nhắc nha. Câu hỏi tiếp theo, bố mình đang dùng Galaxy Note 9 mà lắc quá, giờ muốn đổi qua con khác cho bố thì mua con nào shop? Bố mình xài cơ bản, lâu lâu xem bóng đá thôi ạ. Tài chính mình bù thêm được 4 triệu rưỡi. Galaxy Note 9 bây giờ đúng là nó đã thuộc dạng lão làng rồi. Hiện tại thì bên mình Note 9 đang có giá là khoảng 4 triệu mốt cho bản 128GB. Nếu mà bố của bạn cũng đang xài bản này luôn thì Chiến Thần Định Giá sẽ hỗ trợ thu lại cho bạn tầm khoảng 2 triệu 6 nha. Và nếu mà bạn bù thêm được 5 triệu nữa tức là bạn đã có khoảng hơn 7 triệu rồi. Nếu vậy thì mình nghĩ là Galaxy S21 Plus sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bố của bạn nha. Bản Mỹ 128GB 99% đang có giá là đúng 7 triệu luôn. S21 Plus bố bạn xài cơ bản thì quá ngon. Snapdragon 888 tuy chơi game hơi nóng nhưng mà bố bạn có chơi game đâu. Xài bình thường không thì con này rất mượt mà. Có cả tần số quét 120Hz nữa. Pin con này 4800mAh cũng thoải mái cho bố của bạn xài trong vòng một ngày rồi. Màn hình của Samsung thì khỏi chê, khi sẽ là màn Dynamic AMOLED 2X chất lượng, kích thước 6,7 inch, đủ lớn để bố bạn xem bóng đá thoải mái, nét căng luôn nha. Ngoài ra thì S21 Plus cũng sở hữu hệ thống camera rất là xịn sò. Lâu lâu bố bạn muốn chụp hình cùng con cái hay là call video người thân kiểu thì cũng hợp lý luôn nha. Nói chung á, với con Note 9 bạn bù thêm 4 triệu rưỡi nữa, mua S21 Plus cho bố thì chuẩn bài rồi. Đảm bảo là bố bạn sẽ thích nha. Câu hỏi tiếp theo, em đang xài iPhone 12 Pro Max mà thích điện thoại có bút S Pen quá. Em đang tham khảo S23 Ultra, em đang có 8 triệu với bán thêm con 12 Pro Max thì có đủ mua S23 Ultra không anh? 12 Pro Max không biết là bạn đang xài phiên bản nào ha. Nếu mà bản 128GB thì đang có giá là 12 triệu 4 cho máy 99%. Vậy thì Chiến Thần Định Giá sẽ hỗ trợ bạn thu lại giá thấp hơn 1 triệu rưỡi là 10 triệu 9 nha. Bạn đang có 8 triệu nữa cộng vô là có tận 18 triệu 9 luôn rồi. S23 Ultra thì nếu mà máy mới full box nguyên siêu nó sẽ không đủ. Máy mới bản 8GB RAM là tận 20 triệu lận. Nhưng nếu mà bạn mua bản 99% thì dư sức nha, dư tiền ra cho bạn luôn. S23 Ultra bản 8GB RAM máy Line New có 17 triệu thôi, là bạn còn dư tới gần 2 triệu luôn đó. Bạn thích xài bút S Pen thì S23 Ultra nó rất là hợp lý nha. Thật ra là bạn mua các dòng Note cũ hay là mua S22 Ultra cũng đã có bút S Pen rồi. Tuy nhiên thì trải nghiệm nó không thể nào bằng S23 Ultra được. S23 Ultra mới ra mắt cách đây hơn 1 năm. Những thông số và công nghệ của nó được trang bị thì vẫn đang rất hiện đại và mạnh mẽ. Snapdragon 8 Gen 2 tuy chơi game không quá ngon nhưng tối ưu nhiệt độ và pin rất là tốt nè. Pin của S23 Ultra rất là trâu luôn. Camera thì rất khủng với cam chính lên tới 200MP. Cái ống kính này thì vẫn được giữ nguyên trên S24 Ultra mới nhất nên bạn yên tâm là vẫn còn xịn lắm nha. Màn hình của Samsung thì tuyệt vời.
màn Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K+, cực kỳ sắc nét, ăn đứt con 12 Pro Max của bạn luôn. Vừa đẹp hơn nè, trải nghiệm lại còn toàn viền hơn với cam giọt nước, không phải như cái tay thỏ của iPhone đâu. Đã vậy còn có tần số quét cao 120Hz nữa. Tuy vậy thì từ iPhone qua Samsung, bạn phải chấp nhận một điều, đó là One UI hay Android của Samsung, nó sẽ không thể nào mượt và ổn định như là iOS của iPhone đâu nha. Bên cạnh đó, camera có thể thu về thông số, nhưng quay phim thì iPhone nó vẫn chất lượng hơn. Nếu mà bạn chấp nhận được và bỏ qua những điều đó thì S23 Ultra là một sự nâng cấp tuyệt vời. Điện thoại Samsung bây giờ nó đã ngon lắm rồi nha. Câu hỏi cuối cùng, em đang tính mua cho bạn gái em con iPhone, thấy em xài con Xiaomi 11 Lite mà lắc quá, giờ muốn đổi qua iPhone thì mua con iPhone 11 Pro hay 12 ngon hơn anh? Em bù thêm được 5 triệu nữa ạ. Xiaomi 11 Lite giá bây giờ nó sẽ rơi vào khoảng 4 triệu, 4 triệu rưỡi. Vậy thì tụi mình sẽ thu lại tầm khoảng 2 triệu rưỡi tới 3 triệu nha. Muốn lên 11 Pro hay 12 thì cũng như nhau thôi. Hai con này đang có giá ngang nhau mà. Đều là 7 triệu 6 cho bạn 64GB 99%. Tính ra là dư cho bạn được mấy trăm k luôn. Nếu mà bạn mua cho bạn gái thì iPhone 12 nó sẽ hợp lý hơn nha. Thiết kế nó là viền vuông thời trang nè, sexy hơn, sẽ hợp với các bạn nữ hơn. Bên cạnh đó thì iPhone 12 cũng có nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung hơn iPhone 11 Pro nữa, như là màu trắng, màu tím, màu đỏ các kiểu nè. iPhone 11 Pro thì nó chỉ gồm những màu cơ bản thôi. iPhone 12 thì nó cũng sẽ xài mượt và lâu dài hơn là iPhone 11 Pro nữa. Ra mắt sau một đời mà, 11 Pro mình thấy chỉ hơn được mỗi cái cam tele thôi. Nếu mà bạn gái của bạn cần cam tele để chụp zoom xa thì cân nhắc lại, chứ không á thì chốt iPhone 12 mình nghĩ là hợp lý rồi nha. Và đó là tổng hợp những câu hỏi liên quan tới việc thu cũ lên đời, nâng cấp điện thoại dành cho các bạn. Nên nhớ là Chiến Thần Định Giá sẽ hỗ trợ thu lại tất cả các dòng điện thoại với giá tốt nhất thị trường nha. Cuối cùng thì nhớ like video này để theo dõi kênh Vietablet nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.